Nhận định thị trường ngày đầu tuần 14 tháng 3 và là một phiên đạp tiếp diễn và không có một lực hồi mạnh đủ để cho anh em có cơ hội cơ cấu. Tuy nhiên rằng là chúng ta thấy rằng kịch bản xấu nhất nó đã xảy ra khi mà thị trường không đủ lực hồi về vùng 1.170 như mong muốn của nhiều người. Và chúng ta nhìn thấy rằng cái nền ở 1.225 hay nói chắc cái đỉnh của hồi tháng 9 năm 2023 nó đã bị gãy. Vậy thì khi mà cái hỗ trợ cực kỳ lớn này nó đã gây rõ ràng, cái hỗ trợ này nó sẽ biến thành một cái gọi kháng cự. Và đương nhiên khi thị trường lên gần vùng này, có thể 1.245, 1.250, thậm chí là có thể 1.255, thì rõ ràng nó là một kháng cự và rất nhiều người sẽ lao ra bán. Và đây là một cái điều mà không tốt cho thị trường trong giai đoạn này. Thì hôm nay lại có một số tin tức về bán trái phiếu và tín phiếu, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào xem thị trường một phiên giảm điểm đến 12 điểm. Nhưng le lói chỉ có một vài mã tăng điểm thôi, và khá là nhiều mã là giảm điểm với số lượng lớn. Vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ nhận định cái thị trường này nó đang đi theo cái chiều hướng nào, khi mà liên tục chúng ta giảm điểm nhưng lại không có các cái mã giảm sàn, mà nó giảm một cách rất từ từ, cứ mỗi ngày nó cứ 1-2%. Anh chị em nhìn thấy bất động sản nó giảm rất chậm, và chúng ta lý giải cái lý do như thế nào. Thì cũng như anh chị để ý đấy, đây là lần đầu tiên anh chị theo dõi cái video này thì có thể xem lại các video trước. Và video trước thì em đã có nói rất là kỹ, trong không chỉ một video gần nhất mà 2-3 video trước đó, từ cái phiên mà bị rút chân giảm đảo ấy, buổi chiều ấy, nghẽn lệnh ấy, thì em nói là phải quan thật kỹ dòng ngân hàng và dòng chứng khoán, hai cái dòng này nó phục hồi như thế nào, và chúng ta phải đặc biệt quản trị rủi ro đối với dòng thép và bất động sản, bởi vì đây là bốn nhóm ngành dẫn dắt và đều bị giảm rất nhiều. Chúng ta phải thấy thị trường chỉ tốt khi mà dòng tiền nó nằm ở lại một, ít nhất là một trong ba bốn nhóm ngành này. Thay đặc biệt bỏ thằng thép đi thì phải ngân hàng, chứng khoán hoặc bất động sản phải nằm lại. Nhưng khi dòng tiền rời ra khỏi nhóm ngành ngân hàng nhưng nó lại không vào chứng khoán mà nó cũng không vào bất động sản, sau khi đó thép là một cổ phiếu HPG, cổ phiếu đánh rất là đẹp, rất là khỏe, vẽ mô hình rất tốt, tương tự PVD nhưng cũng không chịu được áp lực, thì rõ ràng dòng tiền đang có dấu hiệu bị rút ra khỏi thị trường, và chúng ta bắt buộc phải bán, giảm tỷ trọng quản trị rủi ro tất cả các cổ phiếu, cho dù là lãi hay không lãi. Thì thực sự là trong nhóm hôm nay thực sự là rất đáng tiếc là mình bị mất khá là nhiều lãi, bởi vì mã MWG là một trong mã mà chúng ta đã từng lãi lên con số khoảng tầm 7-7%, đúng không? Nhưng hôm nay phải bán với mức lãi chỉ có 1-2%, là một mức lãi mình thực sự là rất rất đáng tiếc. Và trong đó có nhiều cổ phiếu chúng ta cũng mất khá là nhiều lãi, mức khoảng tầm từ 4-5 thậm chí 6%. Nhưng hãy nhìn lại đi, chúng ta mất lãi và ít, lỗ rất là ít, thì đấy cũng là một điều rất là quan trọng rồi. Chúng ta nhìn thấy đây là cái nhận định của mình, đó là cá nhân đánh giá không có rung lắc và thậm chí lên vùng 1.162 đến 1.270. Đây là cái vùng kỳ vọng của mình để cơ cấu. Và chúng ta sẽ điểm số sẽ ảnh hưởng bởi ngân hàng và đi theo sẽ là bất động sản chứng khoán thép. Có nghĩa bốn mã này sẽ đi theo nhau. Còn các cái nhóm nhỏ là gồm cảng này, bất động sản công nghiệp, điện nước, phân đạm hóa chất thì mình view là sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Cho nên là tùy tỷ trọng hay mục thì chúng ta phải quản trị khác nhau. Nếu ai có ngành ngân hàng thì đặc biệt phải hạ tỷ trọng các ngành ngân hàng. Riêng với bất động sản, dân sự, này, thép, chứng khoán thì mình view phải chỉ được phải giảm một nửa. Đấy, thì đây là cái nhận định của cá nhân mình và phù hợp hơn. Đấy, mình luôn luôn nhắc anh em, thép, bất động sản, chứng khoán nên giữ mức an toàn, đề phòng đến khi rũ xu hướng. Agribank mình lại nhắc tiếp, đúng không? Liên tục trong 2-3 hôm, 4 hôm nay lên bán toàn bộ. Đấy, thì mình thì các cái nhóm ngành mà mình đề cao nó ít ảnh hưởng hơn, bao gồm bất động sản nghiệp của những mã này đây. Đây là tất cả các khuyến nghị của cá nhân mình. Thì thực sự hôm nay chúng ta nhìn vào thị trường thì rõ ràng cái mức giảm điểm nó ở mức độ lan tỏa khá là nhiều. Không chỉ nhóm ngành ngân hàng mà những nhóm ngành khác, mặc dù rất khỏe, có những lúc kéo xanh, thì thị trường khi giảm điểm họ bị bán chéo. Khi tâm lý lan tỏa ra mọi người phải bán chéo, chúng ta bắt buộc phải bán để quản trị rủi ro. MWG rất đáng tiếc rằng ở cái giá 50, 49, 50 chúng ta không bán được, và chúng ta bắt buộc phải bán ở quanh 47,5, 47,6, 47,3, 47, thậm chí bán giá 47, và gần như là mức lãi chỉ rơi tầm 1-1,5-2% thôi. Đây là một cái điều khá đáng tiếc. Hôm nay NKG bắt buộc phải bán giá 23,95, đấy 23,9, và chúng ta còn kẹt một số mã, thực ra dùng từ kẹt cũng không đúng, bởi vì HVG thì những ai mua vị thế cũ thì đã có lãi, vẫn còn lãi, nhưng mà những người mà mua vị thế 30x thì hiện giờ đang lỗ đâu đó khoảng tầm 1-2%. Chúng ta bắt buộc phải quản trị cái danh mục này. Còn tất cả những dòng về bất động sản thì mình nói rồi, mình đã bán khá là lâu rồi. Khá là lâu rồi mình không giữ những dòng bất động sản dân sự nữa. Anh em biết ở đây thì chúng ta thấy rằng hôm nay có ưu điểm là tài khoản chúng ta giảm tương đối ít so với nhiều người khác.
Đó là ví dụ chúng ta cầm còn tỷ trọng trung hạn, dài hạn con VHC này gần như không giảm, đúng không? Chúng ta có con HAH thì gần như không giảm lắm. Đấy, đây là một điều rất là tích cực đối với tài khoản. Tài khoản chúng ta giảm điểm, thứ nhất là do con GILEX này. Đấy, mặc dù vẫn là đệm lãi, vẫn là đang lãi, nhưng rõ ràng nó bị mất lãi đi. Đấy, vậy tài khoản chúng ta bị giảm bởi MWG, đúng không? Có lãi không đút được vào túi thì thị trường giảm. Và PC1 có giảm một chút, đấy. Mặc dù hôm qua đã có bán bớt đi một phần rồi, nhưng mà các phần còn lại hiện giờ đang lỗ đâu đó khoảng tầm 1-1,2%. Đấy, thì đây là cái mà điều đáng tiếc của tài khoản chúng ta. Thì nhưng nhìn đi thì hãy chúng ta vẫn khá là tích cực hơn, bởi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích đồ thị cũng như là các cái chỉ số chỉ báo nhóm ngành ấy, xem nó ở mức nào. Thì anh chị em nào nếu mà để ý xem mà thấy cái nhận định của mình nó cũng khá chính xác ấy, thì nhớ ủng hộ cho em một like, subscribe kênh để chúng ta cùng nhau đồng hành. Còn nếu mà muốn vào nhóm cộng đồng để trao đổi hay những nhận định của mình ấy, thì quét mã này. Và cuối tuần tới thì chúng ta có thể có khóa học là gồm 4 buổi, rất là hữu ích và chi phí rất là nhỏ. Thì anh chị có thể tham gia liên hệ em hoặc là trợ lý em để em add vào nhóm đào tạo nhé. Nhóm em chỉ tuyển khoảng tầm 10 đến 15 người một lần thôi, không cần nhiều. Và em sẽ đào tạo khá là ngắn, 4 buổi để giúp anh chị chủ động nhất những phiên để quản trị được nhé. Thì anh chị có câu hỏi gì, cổ phiếu gì thì có thể nhắn tin đây, và không tiện gõ em chữ ok vào cũng được nhé, để chúng ta cùng nhau đi vào xem đồ thị thực tế thị trường như thế nào. Rõ ràng thị trường hôm nay ấy là có một yếu tố là thị trường không hồi phục mạnh được đến cái vùng mà em đã kẻ ở trước đây, đúng không? Hôm trước em đã kẻ một cái nến này, đó là các khu cái chân nến này 1256 này, 1260 này, mình kỳ vọng rằng thị trường đã lên được khu vực này, thì thực sự hôm nay thị trường chỉ lên được 1254 là khá là sát được với cái chân này rồi, và ngay lập tức bị bán tháo quay đầu trở lại. Và hôm nay thì điểm giảm đương nhiên vẫn đến từ các nhóm trụ và các nhóm ngân hàng. Chúng ta lý giải tại sao mà cái cách giảm điểm này nó sẽ như thế nào và kịch bản sắp tới nó sẽ như thế nào. Anh chị nếu mà có ý kiến gì có thể comment nhé. Đầu tiên thì chúng ta trả lời câu hỏi rằng thị trường còn cơ hội hồi phục hay không, hay những người đu đỉnh này còn cơ hội về bờ hay không, thì cá nhân mình nghĩ là có cơ hội nó sẽ phục hồi lên, nó sẽ giống lên, nhưng mình nghĩ rằng là cái điểm phục hồi nó sẽ không nhiều đâu. Có nghĩa là cái những anh chị nào mà đã lỡ đu ở mức 1270, 1268 này, thì mình nghĩ rằng là về gần đến bờ thôi đã là chấp nhận được rồi. Bởi vì hôm nay có một chị khách hàng khá lớn của mình có nhắn rằng tiếc quá em ạ, thị trường về đến 0,03% gần như chạm vào xanh rồi, chị đu đỉnh ở trên này đấy, những con HDG và VGC mà lại không bán mà bây giờ quay ra lỗ 2%, thì em bảo chị hãy mừng đi, bởi vì chị không bán một chút nào cả, chị không bán lút chút nào cả ở vùng đáy, và chị đã có cơ hội về bờ, đúng không? Chị đu ở giá 29, và thực sự hôm nay là có những lúc chị gần về, rất là gần về bờ rồi, nhưng mà hãy nhìn kỹ đi, chị hãy còn may mắn bởi vì chị không bán ở mức lỗ 20%. Thì bây giờ về bờ thì cho dù lỗ 1, lỗ 2% chúng ta không bán hết, thì hãy bán một phần, một nửa để giảm cái tỷ trọng tài khoản đi. Đấy cũng là một điều nên làm, mình nghĩ là nên làm. Cho dù sau này nó có tăng thì chúng ta hãy trả phần margin thế này. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Thứ hai, chúng ta nhìn thấy rằng là cơ hội về bờ của VN Index thì cá nhân mình nhìn nhận nó đã xé rất là mạnh khỏi cái MAP Bollinger Band. Nhưng mà cái cách xé của nó đã lên test lại khu vực này rồi. Có nghĩa là rất khó để nó có thể lên lại vùng gọi là 1256 này một lần nữa. Mà có lên đi thì mình đánh giá lên khoảng 1250, 1249 này. Nghĩa cái đáy nó sẽ nâng dần, giảm dần cái đáy này xuống. Có nghĩa là có thể lên 1246 cho đến 1250. Đây đã là khu vực mà mình nghĩ rằng nó có thể lên được thôi, chứ không có cơ hội lên nữa đâu. Ngày mai chúng ta có thể về 1230, giảm 45 điểm nữa thì thị trường sau đó có thể sẽ có phiên phục hồi. Đấy, nó về đến đây này, cái vùng nhiều cây nến này, có thể nó sẽ phục hồi khu vực này. Sau đó thì mình vẫn đánh giá là có khả năng sẽ giảm tiếp. Cho nên anh chị em nào bắt đáy thì mình nhắc liên tục anh em đừng bắt đáy cho đến khi rõ xu hướng. Chúng ta cần phải giữ sức mua, giữ tài khoản tỷ trọng an toàn để trước những biến cố này. Và mình nghĩ rằng là nó sẽ giảm đây và đi lên khu vực trên này. Đấy, khu vực này mình nghĩ đánh giá sẽ là khu vực mà nó gặp nhiều kháng cự. Và tất cả những nhóm ngành bao gồm ngân hàng này, chứng khoán, bất động sản thép, nó sẽ lao ra nó bán ở khu vực này. Thì anh em phải đặc biệt để ý cái khu vực mà 1245 cho đến 1250 này. Cái khu vực này này là khu vực mình nghĩ rằng thị trường chỉ lên đến đây thôi, còn nó không thể lên được 1258, 1259 hay 1260 nữa đâu. Đấy, thì thứ nhất chúng ta nhìn thấy rõ ràng thị trường là giảm bởi ngân hàng, và chúng ta nhìn thấy sơ bộ ngân hàng là nó chưa về đến hỗ trợ cứng của nó. Cho dù có lẩy lên thì cũng chỉ là những cú nẩy kỹ thuật ở chart 30 phút hoặc 1 giờ thôi. Chúng ta phải nhìn thấy vấn đề nó thực sự rủi ro ở mức độ đấy. Nhìn nhất VN Index này nó có thể giảm xuống. Chúng ta điểm giảm này đến từ những nhóm ngân hàng. Những nhóm ngân hàng nó rơi rất là rát, không có cơ hội nảy lên. Anh em nhìn MBB này,
Mình đã nói là mình kỳ vọng MBB sẽ lên được vùng khoảng 23,8, nhưng hôm nay không lên được và nó rơi. Và với kiểu rơi này anh em nhìn thấy cái quá trình trước nó kéo rất thốc như này thì nó sẽ rơi thẳng về đây luôn. Có nghĩa MBB khả năng sẽ rơi ăn ba con quạ hoặc là có hồi chăng nữa nó chỉ hồi lên khoảng 23,2 gì đấy, 1-2%, sau đó lại tiếp tục rơi. Thì mình nghĩ là MBB khi nào MBB về đến đây 21.8 này thì nó mới là nơi dừng chân của nhóm ngành của VN Index đấy. Nghĩa là thị trường nếu ai mà đu từ đỉnh ấy thì nó sẽ ở mức cắt lỗ ở tương đương 12%, khá là lớn đấy. Thì nó sẽ làm cho những anh chị em, tất cả những người mua ở đây phải cắt lỗ hết thì nó mới tái tích lũy được. Đấy câu chuyện MBB. Chúng ta nhìn qua một số cổ phiếu khác, CDG cũng thế, nó hoàn toàn rơi và không có một nhịp nào đỡ được lại, và khả năng rất là cao nó sẽ lình xình rồi trong vòng tuần tới, nó sẽ dần dần xuống khu vực này đấy, sẽ lên xuống xuống đấy. Và khi mà MBB về đấy thì chúng ta thử nhìn xem cái hồi hàng 23 tháng 1 ấy, VNX nó đang nằm ở đâu. Đấy, 23 tháng 1 này. Thì VNX khả năng rất cao sẽ về tận khu vực dưới này. Mình nghĩ khả năng khá là cao. Còn cái gap này mình nghĩ không biết có đỡ nổi không. Mình nghĩ với cái kiểu giảm như này, rất có thể VNX sẽ về tận những vùng dưới này luôn. Và chúng ta thử đo Fibonacci. Nếu mà chúng ta thích đo từ đây, thì một nhịp tăng này, Fibonacci nó về mức 50% là 1180 cho đến 1200. Đấy, khu vực này 1180-1200. Đấy, và khi nào mà tất cả các mã ngân hàng, mình bảo hôm trước bán SB, anh em là bán kịp cái trạng thoát được một loại đúng không, 18,8 đúng không, bán bây giờ bớt được khoảng 4-5%. Ngầm nhí SHB mặc dù đáy rồi nhưng mà cái đáy này không uy tín đâu, khả năng về tận đây. EIB mình cũng bảo anh em là hôm nay có ai có thì bán nhá. Đấy, thì anh em nhìn đấy, nó khả năng bán con này, khả năng sẽ về đến tận 17. Đấy, mình nhìn tất cả các ngân hàng đều đang ở trong cái trạng thái rất là rủi ro. BID thử xem nào. BID này rơi rất là một lèo luôn. Hôm nay còn lúc sáng còn xanh ấy chứ. Ai mà đu xanh chắc chết dở luôn rồi đấy. Mình bảo đừng có động ngân hàng rất là lâu rồi. Và khả năng BID sẽ về khu vực này, nó mới dừng chân này. Đấy, 48. Nghĩa là chúng ta giảm tầm 2-3 điểm nữa. Đấy, hôm trước anh em mình bán đi BID chỗ này thì vẫn còn lãi chán nhá. Một số mã ngân hàng khác, đó là OCB này. Chúng ta xem một loạt ngân hàng. Khi nào cái đống này nó về đến cái hỗ trợ cũ. Đấy, OCB về đây rồi. Nhưng mà cái kiểu này thì OCB khả năng sẽ có nhịp nhảy lên, nhưng mà đừng có bắt đáy nhá. Đừng có lao vào bắt, có khi OCB là nó lẩy lên xong rơi tiếp ấy. Đừng có mà lao vào liều, liều là cẩn thận ăn đòn đấy. Có khi nó về tận đây nhá. Đấy, về các cái đỉnh cũ này, đấy, khu vực này. Đấy, thì khả năng rất cao OCB sẽ có nhịp lẩy lên 44 14,8 14,5 gì đấy. Nhưng mà lẩy lên thôi mà lao vào bắt lại có khi lại dở hơi nhá. Cho nên là chúng ta nhìn thấy rất nhiều nhóm ngân hàng MSB, đúng không? Hôm trước anh em gáy nó rơi một lèo luôn. Và mình nghĩ với kiểu tăng đều như này này, ở đây nó là gì có hỗ trợ thì nó sẽ giảm một lèo và nó sẽ về đến tận khu vực dưới này. Đấy, mình đã kẻ rồi, khi nó đã gãy cái hỗ trợ này rồi thì cái đây khu vực này là kể cả nó có lên được 15,2 mọi người cũng lao ra bán. Cho anh em nhìn cái ngân hàng ấy, lên là chỉ để bán thôi. Mình đã nói rất lâu rồi, có những lúc mình hơi tiếc là sóng ngân hàng mình không ăn được, nhưng mà rất tốt, mình quản trị rất là tốt, không kể Techcombank nhá. Rồi thấy quê mẹ luôn. Anh em nhìn nhá, nó kéo thanh nhầy nhá, mà nó rơi thì nó về đến đây thì là còn nhẹ. Đấy, còn nếu mà đen nó về tận đây thì thôi thực sự không còn gì để nói luôn. Mình nghĩ nó sẽ dừng chân ở đây. Nhưng mà không biết cái khu vực này nó có cảm được hay không. Đấy, nếu mà khu vực này mà không cảm được về đây thì thực sự VNX rơi khá là xa. Đấy, thì anh em nhìn thấy dòng ngân hàng. Đấy, vừa rồi mình thấy anh em mình nói đấy. 119X là có khả năng chứ không phải không có khả năng. Bởi vì chúng ta nhìn thấy tất cả nhóm ngành ngân hàng nó đang chưa có điểm dừng. Thế bây giờ mình chỉ hỏi nếu mà MBB giảm về giá này đúng không? Tất cả rất nhiều mã MBB về giá 21 này, CDG về giá nào này? Về giá 231 này, đúng không? Vietcombank đi, xem mà về giá bao nhiêu. Vietcombank bây giờ mà về giá 89, bạn nào hôm trước mua Vietcombank mà mình cảm lại cảm ơn mình đi nhá. Vietcombank là cực kỳ khó đánh luôn, nó không có hồi đâu. Nó ví dụ Vietcombank nó về tận đây, đúng không? Giống cái khu vực này giảm đây này. Đấy, nó về đến đây, đúng không? BID về đến tận chỗ dưới này. Bây giờ mình anh em điểm danh hết tất cả ngân hàng thôi, khi nó về đến đây thì VNX tạo đáy. MSB đi, MSB đây khi nó về đến đây. Chân sóng đúng không? OCB này. Đấy, OCB về đây. Đấy, còn đấy, SHB này. Khi nào những cái con này nó về hết nền thì chúng ta sẽ có cơ hội. Còn VPBank thì tại sao nó giảm ít? Ủa, xin lỗi, không thống ít thế nào. Anh em xin lỗi. Mình tưởng con này nó giảm ít bởi vì không để ý, nhưng mà nó giảm thì cũng đúng là tăng không bằng ai, mà giảm thì cũng không thua ai cả. Đấy, khi ở VIB nó về đến đây, con này về sắp đến nơi rồi. Đấy, đây là những nhóm ngân hàng thì mình đã biết rất lâu rồi, ngân hàng anh em cứ lao vào thôi.
ngân hàng chắc đến 3 tuần nay mình đã bảo cảnh báo ngân hàng rồi, lãi suất huy động không giảm được nữa, lãi suất cho vay ép giảm thì đương nhiên ngân hàng toay. Đấy, thì thực sự là chúng ta đáng lo ngại đối với nhóm ngành ngân hàng. Mà khi ngân hàng ấy, là cái điều dở nhất của thị trường là tiền ra khỏi ngân hàng mà nó lại không chảy vào chứng khoán, thép, bất động sản. Mình đã nói rồi, hôm trước thị trường giảm mạnh em mình bảo rồi, chúng ta phải thực sự theo dõi rất là kỹ cái cách di chuyển của dòng tiền này. Đấy, có nghĩa là tiền ra khỏi chứng khoán, ngân hàng, nhưng nó phải vào chứng khoán hoặc thép hoặc bất động sản. Nhưng rõ ràng cả bốn nhóm ngành dẫn dắt này đều bị giảm nhiều, thì rõ ràng một điều rằng thị trường quá rủi ro, quá rủi ro. Có nghĩa là không còn trụ được lại khi những SSI này. Hôm nay có một khách khá lớn thì mình phải bán SSI. Đấy, một cú break rất là đẹp, nhưng mà cũng không trụ được lại. Mà mình nghĩ SSI nó phải tích lũy lại đây một lần nữa, khá là lâu. Đấy, thì những anh chị em nào mà cầm SSI chắc nó lại quay trở lại đây. Đấy. Còn đương nhiên SHS thì chúng ta thấy rồi, đúng không? Nó lại sẽ khả năng rất cao sẽ quay về nền này. Thì mình nghĩ rằng hôm trước anh em nào bán cũng hòa 4 ấy, thì bán hòa hoặc là lãi lỗ 1% thôi. Chúng ta giải tán để chờ một cái cơ hội mới. Khi mà VCI này khả năng rất cao nó cũng sẽ lại quay về cái nền này. Đấy, 45. Cho nên là chúng ta bán thôi. Có lãi nhiều, không bán thì chúng ta lãi ít, còn hơn những người ta lỗ, người ta còn chưa khóc, đúng không? Chúng ta có lãi hoặc lãi mất lãi đã là may mắn rồi, đúng không? Kể cả những mã như là KBC thì mình nghĩ là nó sẽ tái tích lũy ở đây, giống khu vực này này. Đấy, đánh một cây gáp lên và tái tích lũy ở đây. Thì mình nghĩ là KBC nó sẽ quanh quanh lại 31, đấy, mình nghĩ là như thế. Thì nhưng mà nó sẽ tỷ lệ rơi nó sẽ thấp hơn, bởi vì là mình nghĩ nó sẽ quanh quanh khu vực này. Chúng ta lại làm lại từ đầu thôi, đúng không? Đấy, nó khả năng sẽ như này. Đánh cây lên và bắt đầu khi mà chúng ta nhìn ấy, khi nào bắt đầu thị trường tạo đáy, ngân hàng tạo đáy xong nó cần phải mất 5 ngày. Thì tốt nhất mình đã khuyên anh em rồi, đừng có bắt đáy. Mình đã nhắn rất là rõ trong nhóm anh em, đừng có bắt đáy. Đấy. Anh em nào khả năng mua mình bảo cứ đợi cân bằng đi, nó còn linh sinh chán. Chiều mai cây buôn 32 tỷ về cứ ôn đi làm gì vội, đúng không? Mình liên tục nhắc anh em. Thì đấy. Không vội, mình luôn luôn nhắc. Đấy. Đấy, tỷ trọng hài lòng rồi thì không nên mua đuổi giá xanh, nó còn tung rung lắc rất nhiều. Đúng không? Trong ngắn hạn này, 5 phút này. Đấy, chỉ ngồi quan sát tài chính thôi và hạ tỷ trọng thôi. Đấy, mình rất là lo, đúng không? NKG này, tỉa bước ra, đúng không? 22,8 bắt buộc phải bán, đúng không? Đấy, 23,9. Chỉ 35% thì có thể bình tĩnh được. Đấy, lo nhất là bọn chứng khoán và thép vì bọn này nó đi theo index. Ngân hàng giảm nhưng bọn này lại dính theo. Đấy. Đây là tất cả những cái nhận định của mình. Đấy. Thì mình anh em nhìn thấy rằng là thực sự là nó đáng lo ngại, đáng lo ngại. Mình thì thực sự rất là kỳ vọng thị trường nó sẽ đi theo kiểu này. Nó đi và nó cưa chân dần thôi. Có nghĩa là nó sẽ đi như nhỏ như này này. Đấy, nghĩa là dòng tiền nó ra khỏi ngân hàng để chảy sang bất động sản, chảy sang chứng khoán. Nhưng thực sự là nó đang không thể. Thì mình nghĩ rất là cao khả năng sắp tới nó sẽ có một phiên hồi. Hôm nay giảm 11 điểm ấy, ngày mai mà nó hồi lên phòng 1147 có nghĩa là hồi khoảng 8 điểm thôi, anh em lại lao vào là dở hơi đấy. Nó sẽ như thế này này, nó lẩy lên một cây khoảng 14 điểm, đúng không? Đấy, khi mà nó gãy hết cái channel này rồi, đúng không? Nó sẽ lẩy lại một cây, chắc chắn nó sẽ lẩy lại cho anh chị em một cây. Có thể ngày mai giảm 5 điểm 6 điểm nó kéo lại một cây cho anh em khoảng 10 điểm 15 điểm đi. Đấy, thì nó cũng chỉ lên được đến khu vực này. Sau đó anh em đu vào ấy, thì hôm sau nó giã cho mày chắc là chết. Cho nên thôi, chúng ta ăn được cái gì thì ăn, không ăn được thì nhả bớt ra. Đúng không? Đấy. Không lỗ nhiều đã là may rồi. Đấy, khi mà những nhịp cái tránh được đu đỉnh đã là may rồi. Đấy, thì mình nghĩ rằng là cái nhận định của mình là như vậy. Anh em thấy cái đồng tình ấy, hôm nay không vui. Anh em đồng tình thì ủng hộ em lượt like, cũng như comment chữ ok vào ấy. Để tăng tương tác cho em thì anh em mình còn có cơ hội nói chuyện nhau nhiều hơn. Yeah. Thì đây là khá nhiều cái nhận định của em. Thì hôm nay em sẽ đi qua một số cổ phiếu khác của nhóm ngành. Kẻo lại bảo ông này cũng nói về ngân hàng nhiều quá, mà rõ ràng nhóm không cầm ngân hàng mà ông cứ nói đi nói lại cái thằng ngân hàng thôi. Thì em nói thật rằng là nhóm em thì riêng về bất động sản và ngân hàng là gần như không cầm. Đấy, em nói trước rồi, trong nhóm khách hàng em đã nói rồi. Đấy, thì mình không cầm bất động sản và ngân hàng. Đấy, mình chỉ cầm những con nhỏ nhỏ. Nhưng thực sự ấy, những cái con này này mình cũng đã rất kỳ vọng rồi, nhưng mà nó vẫn cứ bị mất lãi rất là nhiều. Đấy, mình cầm những con như thế này mà mình an toàn hơn rồi, nhưng mà tài khoản cũng vẫn bị suy giảm, mặc dù là giảm ít hơn. Đấy, nhưng ai mà giảm ngân hàng chắc là những phiên vừa rồi rất là đau lòng. Đấy, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, mình cầm VCI nhưng cầm khá là ít. Và mình nghĩ rằng ai có VCI giai đoạn này bán cũng được, cái giá này bán luôn cũng được, cũng không phải lăn tăn đâu.
Anh chị đừng bao giờ nhìn vào cái quá khứ, đừng bao giờ tiếc cái quá khứ. Anh chị nghĩ như này là mất 4%, thực sự là không có vấn đề đâu. Kẻo đến lúc không bán bây giờ nó về đến khu vực này, anh chị tự nhiên đang từ lãi thành lỗ là dở hơi ra. Đấy, chúng ta có lãi 7%, bây giờ vẫn còn 3% là quá an toàn rồi, vẫn tuyệt vời rồi. Còn hơn những người mà anh chị, những người đu đỉnh con này này. Đấy, nó rất là dở hơi ra. Đấy, anh chị đu con này rất là dở luôn. 6% rồi mà tiếp tục nó rơi tiếp ấy, mà cái gap này mà mất ấy thì mình không biết là nó đi đến đâu. Mình nghĩ là nó đến đây được thì anh chị cũng lỗ rất nhiều. Đấy, PVS nhá, em nói thật là có mà bán còn là nhẹ ấy, bởi vì nó anh chị đu ở giá 37 bây giờ mới lỗ khoảng 2-3% ấy. Thì mình nghĩ rằng PVS vẫn còn cửa ấy, đẹp ấy, mất có 2%, vẫn khá là an toàn. Đúng không? Anh chị mua 33,6, 36,8, anh chị bán lỗ 1-2% là chuyện bình thường trong đầu tư chứng khoán. Cái chuyện rất bình thường luôn. Đấy, lỗ 5-10% thì mới là đáng lo. Chứ lỗ 1-2% thực sự là như mũi cắn luôn. Đấy, em nghĩ anh chị nên quản trị những mã như thế này. Thực sự là nên quản trị. Bởi vì rõ ràng nó rất là rủi ro. Đấy, nó cần thị trường cân bằng lại và cái những mã cạn cung trở lại. Và thị trường cân bằng lại thì em đã nói rồi, nó đã thấy đáy đâu. Nó cần cả nhóm ngành ngân hàng và trụ cân bằng lại thì mình nghĩ có thể 1-2-3 tuần tới. 2 tuần tới là chuyện rất bình thường ấy. Thậm chí có thể đồng ý rằng là thị trường đang ở chân một con sóng thần này nọ thứ. Thậm chí rằng nhiều người bảo ok, nó có thể thế này nọ kia. Chúng ta đến lúc đánh có thể bảo như thế này. Đúng không? Lúc đấy chúng ta tính sau. Lượng hạng tính sau, nhưng ít nhất chúng ta phải tồn tại được đến khi nó cân bằng trở lại đã. Chứ đừng có all in hết sức mua là dở. Nhá, chứ anh chị em nào đang có cái hấp hấp thế, anh chị thích nó, anh chị có thể bán một nửa đi, giữ một nửa thôi. Mình vẫn nhắn anh em giữ khoảng 60%, vẫn thòng lại 35%. Mình chưa mua hết luôn. Nói thật, tất nhiên những cổ phiếu này mình không bán ở đây. Nhưng mà cái vị thế mua mới ở đây này, mình mới mua một tí thôi. Mình vẫn để lại sức mua. Một khi mà là cân bằng lại, chúng ta nhiều cơ hội kiếm tiền lắm. Còn khi mà ví dụ chẳng may giờ nó đánh về tận đây, lại tái màu ra đúng không? Đấy thì giờ hơi ra, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Nhé. Yeah. Thì đấy là cái nhận định của mình. Còn mình, anh chị em nào có cần xem các mã nào khác không? Mình xem qua một con số con về chứng khoán rồi này, bất động sản rồi, thép đi. Thép HG thì em nói thật là rất là đáng tiếc đấy, mặc dù khối lượng này, nhưng mà có thể là nó sẽ phải tái tích lũy khá lâu. Khá lâu, nghĩa là nó sẽ phải đi ngang trở lại. Mặc dù khối lượng hôm nay bán là chưa nhiều nhé, nhưng mình nghĩ là nó sẽ ở quanh khu vực này khá lâu. Khá lâu đấy, để cho bóp biên lại, siết lại để một cái cú mới như này này. Đấy, nó giảm này, nó siết biên lại ít nhất phải 4-5 phiên nữa. Cho nên anh chị không phải vội đấy. Thậm chí kể cả nó có hồi lại, anh chị cũng không phải vội, nó hồi lại chưa nói được cái gì cả. Cho nên anh chị cứ bình tĩnh thôi nhé. Cái gì cần quản trị thì cứ phải quản trị đấy. NKG là gãy M20 đấy, về đây rồi. Khối lượng bán khá là thấp, tuy nhiên là chúng ta vẫn phải bán ở cái quanh 24 này để đảm bảo an toàn cái tỷ trọng của chúng ta khi mà mọi thứ nó chưa rõ ràng. Có anh chị nào mà kẹt khoảng 30-400 thì cũng cứ bình tĩnh, không vấn đề gì cả, bởi vì mình nghĩ là không rơi một lèo như cái hồi tháng 9 đâu. Nhưng mà chúng ta phải quản trị, không thể là ôn in được cái kiểu này được. Còn ai mà cầm những mã mà nó đang khỏe với IDI này, ngoài tiền nó đang vào này, thì có thể là chúng ta canh bán bớt ở khu vực trên này để lợi nhuận. Còn ai thích liều ấy thì chúng ta cũng được quyền, bởi vì những mã này là khá là khỏe, nó khá là khỏe đấy. Đấy, và khi mà thị trường cân bằng lại nó sẽ vọt lên. Ví dụ thị trường ngày mai mà kéo ngược lại ấy, thì nó sẽ vọt lại ngay, nó vọt lại bù lại cái lượng giảm hôm nay. Đấy, nhưng mà không phải ai cũng cầm được những mã như thế, bị rất khó luôn. Đấy, CSV mà tìm những cái deal rất là khó luôn, thực sự rất là khó trong giai đoạn này. DRC cũng thế, rất là khó. Mà con này đánh kiểu này lên đến đây nó cũng thang lao xả, cho nên chúng ta không được liều đối với những trường hợp như này. Đấy, kiểu tăng ra mai lại giảm như HH thế, đánh ngược cây lên này, sau hôm sau giảm, đừng có liều. Giai đoạn này chúng ta mua cứ vị thế, cứ giải lệnh ra mà mua thôi nhá anh chị nhá. Nói chung là mình thì mình chả bi quan quá, bởi vì mình đã nói rồi, cứ bình tĩnh thôi, bởi vì tỷ trọng mình phù hợp. Nhưng mà cũng không nên là phưng phấn quá, mình nhắc anh em thế, chứ không phải bi quan hoặc phưng phấn quá. Đấy, thị trường thì mình nghĩ đánh giá rằng là nó sẽ có nhịp hồi thôi. Nhưng mà chúng ta không nên bán đuổi, nhưng mà chúng ta đừng có mua đuổi. Đấy, mình bảo rồi, giai đoạn này cứ bình tĩnh thôi, cứ từ từ mà bình tĩnh. Đấy, thị trường nó cần cân bằng lại, mình nghĩ ít nhất phải 1-2 tuần, 5-7 phiên. Chứ là chúng ta cứ bình tĩnh, đợi khi thị trường nó đi ngang hẳn đi, siết biên lại khối lượng tử tế lại, chúng ta bắt đầu mở mua không sao cả. Bây giờ cứ lao vào bắt đáy dùng margin, đến lúc mà nó đánh thêm một đoạn nữa xuống thì lúc đấy không có gì để đỡ được nhá. Cho nên là mình không cổ suý cho trường phái bắt đáy theo kiểu đấy. Phát đạt -3% à? Phát đạt thì -3% là bạn mua vẫn điểm mua khá tốt đấy, thực sự là bạn mua đúng cái vị trí này.
27,3 là thực sự là đúng, gần như là đánh một cái quả cược thực sự cũng xứng đáng. Thứ nhất là anh em nhìn thấy cái mẫu hình chữ M này, khi mà nó có cái mẫu hình chữ M này đấy, thì anh em giờ hỗ trợ kháng cự ra, đây chính là một cái hỗ trợ cũng kiêm kháng cự. Nhưng khi nào mà nó gãy rồi thì mình nghĩ rằng là nó lên, anh em nên bán, nên bán chính cái giá bạn bớt lãi -1, -2% gì ấy, bán quanh quanh giá 28 hay mấy nhỉ, 27,9, 28 anh chị ấy. nên bán, bởi vì khả năng là phát đạt nó sẽ xuống tầm 26 và mấy đấy, tùy thì trọng bạn nhé, bạn phải nói kỹ rằng bạn đã full chưa nhé. Đấy, nó có thể nó sẽ đánh một cái quả gãy đèn rũ như này này, gãy hẳn xuống một đoạn sau đó mới đi lên, có thể nó về tận 26,6 chẳng hạn nó bắt đầu mới đi lên. Đấy, nó đánh gãy hẳn đèn xuống dưới nó bắt đầu đi lên tê sắt thế đấy, là có thể mình nghĩ tê sắt có thể nó nhánh xuống đây này. Đấy, hôm nay ai mà đang 12,8 bán hòa cũng được, không sao cả. Đấy, 12,8 bán hòa một chút, hôm trước mình bảo rồi bán bớt đi. Đấy, mình thì mình không cầm bất động sản, mình xem hộ các bạn thôi. Bất động sản mình thấy rằng nó chưa có nhiều yếu tố để chúng ta all in. Đấy thì anh em đánh giá cái vấn đề rằng cổ phiếu của dòng bất động sản thì mình đánh giá như thế. Nó khả năng sẽ có những kiểu cái nền rũ hẳn xuống, gãy hẳn xuống như này, gãy hẳn xuống bắt đầu mới tái tích lũy lại. Thì chúng ta bắt buộc phải theo dõi thôi, không có cách nào khác. Kể cả những SSI, thì hôm nay có một khách bán khá nhiều SSI, nhưng mà chị bán ở mức độ vẫn lãi, người ta bán mức độ lãi, mình nghĩ rằng đánh giá được. Còn nếu mà trung hạn thì chưa dám nói trước, chúng ta phải có lãi đã, thì chúng ta hãy nói cho chuyện trung hạn sau. Còn khi mà chưa có đệm lãi thì đừng nói đến trung hạn. Đấy, khi cái vị thế bạn, ví dụ bạn đang lãi 30%, 40%, kể cả bây giờ giảm tận đến đây, bạn vẫn gồng được chẳng hạn đi, thì mình hãy nói chuyện trung hạn. Còn khi mà cái vị thế chấp chới thì chúng ta bình tĩnh, phải theo dõi đã, phải vào lệnh từ từ đến khi có đệm lại nhé. Thì video hôm nay là khá là dài đây rồi, thì anh em thấy nhớ đừng quên để lại ủng hộ cho mình lượt like để cùng đồng hành trong dịp tới nhé, cùng nhóm cộng đồng đây. Cộng đồng mình luôn nhắc nhở anh em rất là kỹ đấy, ở đây có nhóm gọi là nhắc nhở của nhóm cộng đồng ấy, tạm thời những anh em đang trải nghiệm ấy. Đấy. Mình cả tất nhiều ngày mình chỉ bắt mỗi HH thôi. Đấy. Thòng vẫn thòng nhá, chưa mua hết nhá. Đấy. Vẫn thòng luôn. Rồi mình dừng video ở đây nhé cả nhà.